Kính chào mọi người nha mọi người. Kính chào mọi người trên kênh YouTube có bất động sản nhà quê nha. Nay mình có về Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, quay miếng đất của thằng em mình gửi bán nha. 450 một ngàn. Diện tích là 16 m là từ cột này qua bên bển là 16 m. Đó, qua bên đây là 16 m. Cái danh đây là 16 m, chạy dài xuống dưới. Đó. Rồi dưới 1.000. Rồi 1.000 là 450. 450 triệu. 1.000 m. Mặt tiền đường 2m3, có thể nới rộng cho xe hơi vào. Đường này cũng bự nha mọi người. Đó, vào xíu là tới lộ mê tông. Đó. Đất đây có khuyết điểm là có mấy cái gò mã ở đây, không quy hoạch, không dự án gì nha mọi người, đất sạch luôn, không quy hoạch. Nó giao vào đây là tới lộ nhựa, tới lộ đan hoài đó, hoài ở cái nhà hoài đó.